Hey, nội xin chào bạn, mình A Nam đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với Demon's Souls. Hiện tại mình đang có một lượng linh hồn khá là lớn, là gần 70m linh hồn ở đây rồi. Mình sẽ mở hết khoảng 70m này, xem chúng ta sẽ được một nhân vật nào lên được level 100 không nhá. Tại mỗi lần mở của mình hết mất 4,1 nghìn linh hồn thôi. Với tốc độ hiện tại chúng ta trung bình khoảng 2 giây sẽ được một nhân vật. Như vậy ta mở hết khoảng 70m này mình nghĩ chắc phải mất hơn 10 tiếng mất. Các bạn kiếm linh hồn đã vất vả, giờ mở thôi cũng vất vả theo các bạn. Khi bạn mà có khoảng 100 hay 200m linh hồn rồi các bạn sẽ mất phải cả ngày mất để treo để mở hết cái số linh hồn mình đã có. Tại tất cả các nhân vật mình đã level hơn 50 rồi, còn Agana cũng level 5 năm rồi. Mình mở hơn một tiếng mà vẫn còn hơn 60m linh hồn. Tốc độ mở đang rất là chậm. Các nhân vật đã lên được level hơn 60 rồi các bạn. Còn Aga của mình cũng lên level 68 rồi. Bây giờ mình sẽ quyết định mua cái mở nhanh xem nào nhá. Nhân vật lên level 75 rồi. Cái này giảm 60% thời gian khi mình mở nhân vật. Nhưng mình thích là nếu mà mở được 3 con một lúc thì mình sẽ thấy là hay hơn. Bên kia là cái mở nhanh, còn bên này mở được 3 con thì hay hơn. Lúc đầu mình nghĩ là mở được 3 con đấy, nhưng mà đọc rồi mới biết là nó chỉ giảm 60% thời gian mở thôi. Các bạn thấy hiện tại thì mở mỗi con mất khoảng hơn 1 giây. 1 giây đấy. 1 giây chúng ta sẽ xuất hiện một nhân vật. Mỗi lần mở mình hết 5.700 linh hồn rồi. 35.000 này gần 35m linh hồn này mình cũng phải mất khoảng 5 tiếng các bạn ạ. Mình sẽ tiếp tục mua cái mở nhanh này nữa. Cái này thì giảm 30% thôi. Vậy mình đang full cái game pass mở nhanh rồi. Cái Lucky thì mình không dám đầu tư thôi. Nhanh hơn một chút nữa. Mà thế này cũng khá là ổn các bạn ạ. Nhưng mà các bạn mà vẫn có 100m thì vẫn phải dành rất nhiều thời gian để treo để mở hết ra những mở hết số linh hồn mình có. Rồi, mình cũng đã được thêm một con Agra rồi, lên level 69 rồi. Con Akara là sẽ lên được khoảng mấy level đấy các bạn ạ. Và hiện tại thì của mình đã lên level 79 rồi các bạn. Mình sẽ đi test thử con boss ở xem nào nhá. Đang có boss đánh nhá. Boss chỉ còn 50% máu thôi. Và hy vọng mình sẽ được trong top 3 người dây sát thương để thêm cái phần thưởng. Trong những người đánh boss này hiện tại level mình đang cao nhất này. Nghĩ là một chút nữa mình sẽ leo được lên top 3 thôi. Top 3 thì rất chỉ là đơn giản thôi. Thì cái chiêu R mình gây sát thương rất là nhiều. Mỗi lần hồi R là nó gây sát thương một lượng lớn. Nó mất thời gian hồi hơi lâu thôi. Và mình đang vị trí số 5 rồi. Đã lên được vị trí thứ 4 rồi các bạn. Gây sát thương 1,7m rồi. Nếu tiếp tục hồi giờ thì mình có thể lên được vị trí số 3. Em vừa nói xong lên vị trí số 3 rồi. Lại xuống rồi. Các bạn xong kiếm ơi, chắc bạn vừa có nhiều siêu R xong. Máu của boss nó không còn nhiều nữa rồi. Lần này mình dùng giờ thì chắc chắn mình sẽ lên được vị trí số 3 này. 2,4m rồi. Lên 2,9, 3m rồi. Hơn 3m rồi các bạn. Chỉ còn mấy giây nữa là chết thôi. Các bạn đi đánh boss này, bạn thấy đông thì vào đánh nhá. Chứ còn thấy một hai người tốt nhất quay ra, đỡ mất thời gian. Cũng được gần 200k linh hồn đây rồi. Và một số cái hơi thở mình cũng xem qua nhá. Mình đã mở mất khá nhiều thời gian, nhưng mà hiện tại con này mới level 79 thôi. Và mất khoảng hơn 3 triệu kinh nghiệm mới lên level tiếp. Con này thì level 85 rồi, 82. Cao nhất level của mình 88 thôi, vậy là không được nhân vật nào lên level 100 cả các bạn ạ.
ta mới sát thương thì nó theo thứ bậc rồi. Tại thì mình chủ yếu đánh con Ankara. Những cái này thì có thể nâng nhưng không được mấy. Làm xem cái hơi thở nhá, con Ankara của mình đang dùng tất cả những hơi thở là level 1. Bây giờ mình sẽ chuyển hết đi, nâng cấp hết lên level 2. Sát thương nó cộng lên chỉ là 1400 này. Này, ta có thể ra đây. Bốn cái level 1 chúng ta sẽ được nâng cấp lên một cái level 2. Cái hơi thở này vẫn 50k linh hồn thôi. Các bạn có vài M các bạn còn nâng cấp vào đây. Còn những cái linh hồn nào, hơi thở nào nhá, các bạn không dùng các bạn có thể đổi sang hơi thở khác. Mình sẽ đổi lên level 2, mình sẽ đổi chứ còn level 1 đổi mất công ắt một lần nữa cơ. Bốn cái chúng ta sẽ được một cái level 2. Lát nữa mình sẽ dùng hết vào con Ankara xem là tấn công nó tăng lên bao nhiêu nhá. Nhưng mà một level 2 mình nghĩ không chênh nhau nhiều lắm. Hiện tại thì mỗi cái hơi thở level 1 cộng thêm 200 sát thương. Và nên level 3 thì level 2 thì cộng 300 sát thương. Đấy, thì 6, 3, 18. Chắc là mình được 1800 linh 1800 sát thương thôi. Ngoài ra nó cộng thêm một số thời gian hồi chiêu, cộng thêm đam của spell các bạn. Các bạn có thể đọc nhé. 1700 này, mình thay nốt cái này đi. Chuyển nốt thành cái level 2 đi. Sẽ chắc là sát thương cộng thêm nữa 1800. Rồi đây rồi, đúng rồi, 1800 các bạn. Khi bạn có đủ số lượng mà level 2 rồi, chúng ta lại áp tiếp lên level 3 nhá. Bây giờ mình sẽ đi thử đánh toa tàu này. Hàng tuần các bạn có thể đánh toa này nhá. Ta sẽ kiếm thêm hơi thở. Và các bạn đánh top các bạn có thể nhận phần thưởng. Những toa đầu tiên thì khá là dễ các bạn ạ. Các bạn đánh rất nhanh thôi. Chúng ta có 30 giây để đánh mỗi toa. Và cứ bước sang toa mới thì thời gian spell nó sẽ hồi ngay lập tức. Các bạn không phải thời gian đợi thời gian spell hồi nữa. Chiêu thức nó không phải mất thời gian hồi chiêu nữa. Tại là mình đã ở toa số 33 rồi. Con boss trước mặt thì nó có, con quái trước mặt nó 1,5m máu cơ. Mà chúng ta chỉ có 3 giây thôi, 30 giây. Mình nghĩ là cái toa này mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Vì toa trước nó xịt sát thời gian mình qua được. Rồi, đánh thường thì sát thương nó không được nhiều lắm. Tại mình đánh thường có hơn 15k này các bạn. 6k, 17k. Để dồn cho nhanh thì chúng ta phải hồi được spell cơ. Mình còn 6 giây thôi. 3. Và chắc chắn là không đủ thời gian rồi các bạn. Thêm 3 giây nữa mới ra đủ. Cái chỗ này là chỗ mình có thể nhận thưởng này. 16 ngày nó sẽ reset lại một lần. 6 ngày chúng ta mới nhận thưởng rồi. Tức 1 tuần vậy. Hôm nay mới là thứ 2 là nó chưa nhận thưởng. Mình đang ở toa số 33. Hiện tại đang đứng, đang cùng xem bảng, đang đứng thứ tự số 2 các bạn ạ. Những cái bảng xếp hạng này nhanh chóng sẽ được thay đổi thôi. Thì rất nhiều các bạn đánh, hôm trước mình có bạn gặp các bạn Never Akara Never hơn 200 cơ. Đây là chỗ chúng ta có thể đổi spell nhá. Từ Never 2 mình không dùng sẽ đổi sang đổi cái hơi thở, xin lỗi các bạn, đổi hơi thở đi spell. Hơi nhầm. Hơi thở nào mình không dùng mình sẽ đổi. Mình chủ yếu đánh Ankara này. Hiện tại nó vẫn là con mạnh nhất ở trong cái thể loại này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi farm để cố gắng kiếm thật nhiều cái linh hồn để lên được nhân vật, lên được level 100 các bạn ạ. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhanh nhá. Các bạn hãy giúp mình một like, một share và nhấn subscribe nhá. Bye bye.